Hơn 10 triệu đồng cho một bộ PC không cần cả đồ họa mà vẫn có thể giải trí. Bằng cách nào? Bằng luôn em CPU AMD Ryzen 5 5600G. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay ngược một chút về tất cả những cái dòng G của AMD. Như anh em đã biết rồi đấy, dòng G là chỉ cho những cái mẫu CPU có được trang bị GPU tích hợp có sẵn ở trong CPU. Trong một mức cái giá tiền thấp nhất khoảng từ 56 triệu anh em vẫn có thể mua được bằng dòng Athlon 3000G vô cùng là phổ biến. Cao hơn một chút chúng ta có AMD Ryzen 3. Cao hơn Ryzen 3 dĩ nhiên sẽ là Ryzen 5. Dòng quốc dân ngày xưa đó chính là Ryzen 5 3400G, một trong những mẫu CPU có mức giá khá là tốt. Tuy nhiên chỉ có 4 nhân mà thôi, thì lên đến cái thế hệ thứ 5 thì mức giá cũng được cải thiện và số nhân cũng thế. Mức giá của sản phẩm sẽ rơi khoảng chừng 6 triệu 8, gần 7 triệu đồng. Và anh em sẽ còn mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý. Thì với cái mức giá mẫu CPU này mang lại thì mình thấy vẫn là khá rẻ khi so với những cái mẫu CPU AMD Ryzen 5 trong cùng tầm giá. Vậy hiệu năng mang lại là vô cùng tốt, đặc biệt là đuôi G, tức là có GPU bên trong. Thì GPU bên trong bây giờ đặt tên luôn là Radeon Graphics rồi, gọi vậy để cho dễ. Còn hiệu năng một chút nữa mình test thì anh em có thể biết được. Bây giờ chúng ta tập trung chính vào những cái thông số của mẫu CPU này. Đầu tiên là về phần tiến trình. Tiến trình dĩ nhiên sẽ sản xuất trên tiến trình tốt nhất của AMD, đó chính là 7 nanomet FinFET. Về số nhân thì là 6 nhân 12 luồng rồi. Xung nhịp sẽ là 4.4 GHz. Tất nhiên nếu như anh em không ép xung thì cái 4.4 GHz này sẽ được bút trên 1 nhân thôi. Còn nếu khi anh em ép xung thì câu chuyện đấy sẽ khác, có thể là 4.4, 4.5 hoặc thậm chí cao hơn là 4.6 hoặc là 4.7. Theo như mình cảm quan đánh giá nhé, thì với cái xung nhịp có sẵn, khi mà boost toàn bộ nhân khi em sử dụng sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 4.2 đến 4.3 GHz thì hoàn toàn ổn để có thể sử dụng những cái phần mềm ví dụ như kiểu Photoshop này, Premiere hoặc là anh em sử dụng After Effects thì làm việc thì hoàn toàn tốt. Hoặc là cái điểm số đơn nhân và đa nhân mà mẫu CPU mang lại cũng vô cùng tốt, khi mà cái điểm đa nhân trên mẫu CPU AMD Ryzen 5 anh em biết nó cao đến mức nào không? Điểm đa nhân mẫu CPU 6 nhân nhiều ngang mẫu CPU 8 nhân của AMD, cụ thể là cao hơn cả AMD Ryzen 7 1800X. Thì đây là một trong những cái điểm lợi thế mà anh em bảo là giá có vẻ là cao thế tiền nhiệm nhưng cái hiệu năng mang lại nó xứng đáng với những tầm tiền anh em bỏ ra, hoặc là chỉ ít. Đó chính là một trong những lý do để anh em có thể chọn mua, đúng không? Và liên quan đến phần hiệu năng nữa đi, cái GPU bên trong đây sẽ đáp ứng được rất tốt cho những anh em giải trí. Ngày xưa thì là tốt nhất cho các tựa game HD, còn bây giờ chơi game độ phân giải HD có vẻ như là hơi hardcore đấy, thì có thể nâng độ phân giải lên là Full HD. Thì hầu hết các tựa game thì mình chiến thì mình sẽ để độ phân giải Full HD, ở một số các tựa game mình sẽ để ở độ phân giải HD để anh em có thể thấy được. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái phần thông số khi test. Thì khi test game anh em muốn được cái hiệu quả cao nhất bắt buộc phải sử dụng 2 thanh RAM. Lý do tại sao lại chọn 2 thanh RAM? Bởi vì khi sử dụng 2 thanh RAM anh em sẽ có dual channel. Khi dual channel thì cái GPU ở bên trong lẫn CPU của AMD đều được hưởng lợi cực kỳ lớn. Và mức bus RAM thì mình khuyên tốt nhất là 3200. Nếu anh em check thông số trên trang chủ của AMD thì họ cũng khuyên là từ 3200 trở lên. Thì những mẫu bus RAM của 3200 bây giờ có mức giá tương đối là hấp dẫn đấy, nên anh em không phải lo kiểu mang về đầu tư mà cái mức chi phí bỏ ra phải quá lớn. Và khi test game những cái tựa game nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại, anh em cứ kéo max setting cho mình, FPS chắc chắn là trên 100. Còn những cái tựa game nặng hơn, ví dụ như Dota 2 thì khi mà mình để low setting thì cái mức FPS mang lại sẽ rơi khoảng chừng hơn 60 FPS, từ 60 cho đến 100 tùy tình huống và trường hợp combat. Tuy nhiên, nếu như anh em chơi những cái tựa game offline thì sao? Đây sẽ là một câu chuyện khác. Nếu các tựa game offline mà anh em muốn chơi, mình sẽ lấy ví dụ luôn, đó chính là tựa game Horizon Zero Dawn mà mình test, thì mình để độ phân giải là Full HD và mình setting, tất nhiên mình sẽ kéo về mức thấp nhất, thì cái mức FPS mang lại sẽ là hơn 30 FPS. So với một mẫu GPU tích hợp thì cái mức FPS này mang lại là cực kỳ ấn tượng, bởi vì cái tựa game này sẽ yêu cầu cái lượng VRAM khi anh em mở lên nó sẽ thông báo phải hơn 3 GB VRAM, mà cái lượng mà gọi là để nói như nào cho anh em dễ hiểu nhỉ? Cái GPU bên trong sử dụng trực tiếp luôn RAM này, mà cái mức FPS mang lại vẫn tương đối là ấn tượng để có thể sử dụng. Anh em tất nhiên sẽ không thể đòi hỏi quá cao về cái GPU tích hợp được. GPU tích hợp mà mạnh quá thì ai mua GPU rồi, đúng không? Tuy nhiên, nếu như anh em cân nhắc và suy nghĩ khi mà mua về và sử dụng trong một thời gian dài mà hệ thống bên nguồn tản ra sao, thì mình cũng cho anh em lời khuyên tư vấn luôn. Đối với hệ thống tản nhiệt, anh em có thể sử dụng luôn tản nhiệt stock nếu như không muốn đầu tư chi phí quá lớn, hoặc có thể đầu tư thêm một hệ thống tản nhiệt, miễn là một hệ thống tản nhiệt giỏi có 4 ống đồng là đã có thể khánh cho cực kỳ ngon rồi, kể cả anh em ép xung thì vẫn có thể khánh hoàn toàn tốt. Còn hệ thống nguồn thì phụ thuộc rất nhiều vào việc là anh em tương lai sẽ nâng cấp như nào, nhưng theo như lời khuyên của mình thì nguồn tốt nhất sẽ khoảng từ 550 đến 650W để dự phòng thôi. Còn nếu như mà không sử dụng quyết định là không mua luôn cạc thì bộ nguồn bao nhiêu thì đấy là quyền của anh em. Và bây giờ sẽ là phần test game. Vậy thì anh em đánh giá sao về combo AMD Ryzen 5 5600G? Nếu như trong phân khúc giá khoảng từ 10 đến 12 triệu hoặc cao một chút đi thì liệu anh em có một combo này về để dự phòng sử dụng trong cái thời điểm mà anh em chưa mua được card đồ họa không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.